Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài âm cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay sẽ là những cái sản phẩm rất là ưu tú của những hãng đến từ Anh Quốc và Mỹ USA. Thì đầu tiên anh em là cặp loa Tannoy, dòng loa monitor gold cũ ống bờ á, 315A, cặp loa Tannoy Devon ha. Thì cặp loa này nó rất nổi tiếng này, được xem là cực kỳ nổi tiếng, mà hầu như ai cũng muốn biết và muốn sở hữu nó. Bên cạnh đó thì Khôi đang ghép với âm đi đèn, thì Khôi có tới 3 con đến từ hàng Bogan, 2 con RB60 và một con là SBR40, toàn bộ là những số lớn và zin tuyệt đối nguyên bản nha, và đẹp gần như xuất sắc. Đây là những cái món hàng sưu tầm, Khôi chỉ bán đồ đẹp chứ không bán đồ xấu nha. Anh em lưu ý để mình biết được cái món hàng, đánh giá đúng về cái tình trạng món hàng. Thì những cặp loa thế này nó sẽ phục vụ cho anh em, ngoài cái việc là nghe acoustic, đó là sở trường của hãng của nước ngoài rồi, thì đã được nhặt vàng vì nó có những cái ưu điểm, ví dụ như là bắt giấy này ha, gân mút nè, rồi cụ Anikonomer này nha, đời cổ, đời tầm 1970 mấy thôi, trở về trước nha. Thì anh em cùng xem và tham khảo với Khôi ngày hôm nay. Đây, đầu tiên tôi có cái cặp loa đây, zin tuyệt đối nguyên bản nha, thùng rất đẹp, thì Khôi chỉ ship những cái cặp đẹp thôi này, chứ còn mà nếu như mà xấu là không ship nha, thùng mà bể vỡ là không ship. Anh em cùng xem đây, không có ai mà bán hàng mà quay rõ ràng như Khôi đâu, khẳng định với anh em trên thị trường luôn, dám quay dám nói nha, kể cả nói trên này luôn, zin nguyên bản tuyệt đối này, khẳng định luôn nha. Nếu mà phát hiện không zin, đền gấp đôi. Mặt không có sơn túc luôn này, đặc biệt là bát anh em nha, bát không sơn, không xi, không sơn anh em, đây là zin của nó hay 100%. Đó, đây anh em nhìn thấy ha. Đó, đây là màu này, là màu zin này. Anh em lưu ý, nếu sơn là nó sẽ bạc ra nha, nó phải trắng ra liền và nó mất đi cái độ nhám liền. Anh em lưu ý ha. Rồi, thêm nữa cái gân đây này, các cái dòng loa cao cấp á, thì Khôi thay những cái cặp gân rất có giá trị. Cái gân này gân nhập về này, nếu mà không nói á, thì cứ nghĩ đây là gân zin chắc chắn luôn. Nếu không nói là không ai biết đây là gân Việt Nam. Cái dòng này á, nó là gân bục, gân nó mục á, thì mình phải thay, nhưng mà thay cặp gân này 1 triệu, chứ không phải thay gân 300-400 ngàn như trên thị trường. Anh em lưu ý nha, đây nè, gân này gân 1 triệu nha. Rồi, kiềng cũng không có sơn túc. Nói chung là Khôi đã có một cái clip giới thiệu hàng về rồi, là quay cái lúc mà mới về, lúc chưa thay gân á nha. Dòng này đồng trục nó có 2 sale chỉnh anh em nhé. Thì đây, anh em chỉnh theo cái tai nghe, theo cái thể loại nhạc của mình, căng zin nha anh em nha, căng zin, logo zin, căng zin logo zin. Ở đây anh em nhìn cái lưới này, đây, nhìn là biết zin ha. Cái đinh bấm này, đây này, cái đinh bấm này nó zin này, là như thế này. Đó. Còn mà bấm lại thì cái đinh nó to hơn và cái lưới nó không bao giờ nó được như thế này. Anh em cùng xem kỹ nha, đây, anh em phân biệt để phân biệt được một cặp loa có giá trị. Thật ra cái căng nó không có ảnh hưởng tới chất âm. Cái logo này á, là cặp logo này á, lúc hôm Khôi bị mất một cái, Khôi hỏi anh em nha, Khôi hỏi anh em mà buôn bán mấy cái này nè, một anh thờ ở Sài Gòn ở bên quận 3 đó, anh bán một cái mà 800 ngàn rồi nè, một cặp là một cặp là mua một cặp 1 triệu, một cái là 800 ngàn á đó. Nên là nhiều người cứ so sánh về cái mức giá nhưng mà không bao giờ so sánh về cái đồ đẹp, đồ zin. Những cặp loa mà đây chưa có bao xỉ ba này có giá trị em nha, lưu ý như vậy. Nên nhiều khi là Khôi sau thị trường bán có 25-26 triệu mà Khôi giá của Khôi cao hơn thì nó phải có cái lý do. Rồi đây nè, đây ở đây á, là cái miếng này là miếng dán này, lâu ngày nó khô nó bung ra nên là miếng nhôm á nha. Thì một bên nó bị gãy, thì Khôi cũng đã mua được một cái cọc rồi này. Đây, nói với anh em cái cọc này Khôi mua nha, Khôi mua để Khôi về Khôi gắn vô đây này. Đó, Khôi mua để Khôi gắn vô đây cho nó giống cái cặp này này. Đó, anh hiểu không? Đó, chấp nhận mua cái cọc loa này, anh em để lại cho mình 500 ngàn đây để mình thay vào. Thì Khôi đang để y nguyên, Khôi chưa có thay, nhưng mà khi anh em mua thì Khôi sẽ thay vào nha, Khôi sẽ thay vào cho anh em. Rồi ok, đó, mọi thứ là rất là rõ ràng, bao zin tuyệt đối nguyên bản, hàng ship về từ tay Khôi kiểm tra, từ tay Khôi làm nên Khôi khẳng định như vậy nha. Đây là cùng xem này, thùng vắt này, không chắp vá, không bị nợ ha. Đó,
đây màng bass, anh em cùng xem. Đó. Ok ha, quay rất là sát luôn. Đó, anh em cùng xem để biết được là nó đẹp, nó sống thế nào. Đây, lưới căng chin đầy đủ, một cặp loa xứng đáng để đem sưu tầm luôn nhé, gọi là sưu tầm luôn. Đây, thùng bass này nè, ha, thùng bass. Bên này thì đẹp rồi, đó, bên này đẹp này. Có bụi, để lâu nó cũng có bụi, đây nè. Còn nguyên bụi luôn, chưa chùi luôn. Đó. Cọc đầy đủ. Mọi cặp loa nó có một số series này, cụ 315 này, series cái này là 500392 này nha. Quay quay cho anh em xem rõ ra. Tâm noi là nó phải đẹp này. Chứ còn nếu như mà bệ vợ mà đi chát bột lên mà đi đồ thì nó rẻ lắm. Mấy cặp loa đó có thể rẻ vài triệu này, trên bãi vẫn còn này, nhưng mà mình không làm. Ngày xưa mộ
và rồi tại anh trong mỗi lần em hát sai cũng lỡ dây chừng mấy ai đang đứng xa và rồi tại anh trong mỗi lần em hát sai cũng lỡ dây rồi rất là hay anh em. Thì đầu tiên anh em về ông đi đèn á, ba con này anh em thì có một con là RB60, còn một con nó là phiên bản châu Âu, thì nó chỉ có khác hơn cái màu đèn thôi. Nó RB60 và con đang test là con màu vàng trên cùng là SBR40. Thì mức giá những con âm đi đèn này nó lên quanh 25 triệu nhá, nên nó rất là phù hợp mà đánh được cặp loa tăng noi này là rất là hay rồi. Ngoài ra thì anh em đánh các dòng loa đồng trục full khác cũng tuyệt vời luôn nha. Đó, thì đèn thì tôi sẽ làm clip sau về âm đi đèn. Đó, còn là hôm nay là cặp loa, thì mức giá cho cặp loa này anh em thì Khôi cũng đã báo từ đầu clip là giá rất là tốt, Khôi rất là rẻ đó. Trong cái mùa cuối năm, dịp cuối năm này thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu nha. Thì giá chỉ có trên 25 triệu và dưới 30 triệu thôi, cho những ai mà thiện chí biết chơi, đang tìm kiếm và biết được cái món hàng đẹp có giá trị như thế này thì Khôi sẽ giao lưu nhân và lẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khôi, xin phép kết thúc ở đây. Dù mua hàng hay chưa mua hàng cũng rất mong sẽ nhận được sự quan tâm ủng hộ của tất cả mọi người bằng cách một like nha, cho một like. Mình like ở trên YouTube là nó không có bị liên lụy anh em. Like trên Facebook á, nhiều khi là những người khác like comment nó sẽ nổi lên trên máy mình, còn like trên Facebook, like trên YouTube á, nó không ảnh hưởng nha. Anh em cứ yên tâm, mình giúp cho người bán để có sự tương tác nhé. Rồi, Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc tất cả mọi người lựa chọn được món hàng ưng ý.